Sáng ngày 29 tháng 1, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi dùng thuốc nổ làm pháo, bị phát nổ làm hai học sinh thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 19:30 tối ngày 28 tháng 1, nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình bà V, xã Tân An, hàng xóm chạy sang kiểm tra thì phát hiện hai nam sinh nằm bất động với nhiều vết thương. Sau đó, mọi người đưa hai nam sinh đến trung tâm y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu. Tuy nhiên, em M, 16 tuổi, cháu của bà V không qua khỏi. Hiện bạn của M đang được tiếp tục cứu chữa. Thầy Trần Trung, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3 cho biết, nam sinh tử vong học lớp 10 tại trường, M ở cùng bà ngoại. Các thầy cô giáo đã đến thăm hỏi động viên gia đình hai học sinh thương vong. Trong đêm 28 tháng 1, công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại nhà bà V để điều tra nguyên nhân vụ nổ.